Giữa lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên được ví như một chảo lửa, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ nhóm họp cấp trưởng đoàn ba nước tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vào tuần tới tại Tokyo, Nhật Bản. Hội nghị dự kiến sẽ thảo luận các phản ứng thống nhất đối với các động thái và dấu hiệu khiêu khích liên tiếp gần đây của Triều Tiên, điều cho thấy Bình Nhưỡng có khả năng tiến hành một vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Trong khi đó, liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh vẫn giữ một lập trường vững chắc về vấn đề Triều Tiên.